dinh dưỡng các bạn, chế độ ăn uống thì các bạn phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng và cân bằng, đặc biệt là các bạn bổ sung những loại axit béo không no như là omega 3, 6, 9 ở trong cá. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp nào cho cái việc để mất cân bằng nội tiết tố với estrogen được ổn định hơn đây? Thứ nhất là chúng ta phải chỉnh lại cái chế độ sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta phải ngủ đủ giấc nè, và luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và hợp lý nè. Không nên tập luyện những cái bài tập quá nặng, vì khi các bạn tập quá nặng như vậy nó sẽ làm giảm cái nồng độ estrogen xuống và tránh cho cái tinh thần của chúng ta nó bị căng thẳng quá mức các bạn nhé. Và cái thứ hai nữa là các chế độ dinh dưỡng các bạn, chế độ ăn uống thì các bạn phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng và cân bằng, đặc biệt là các bạn bổ sung những loại axit béo không no như là omega 3, 6, 9 ở trong cá, ở trong loại trứng này và các loại hạt. Trong khi đó thì các bạn cần lưu ý đến cái việc mà cân bằng với cái mỡ động vật, đó chính là axit béo no. Và các bạn bổ sung đầy đủ những loại vitamin và khoáng chất nè, uống đủ nước mỗi ngày. Và cái điều quan trọng số 3 bây giờ các bạn, các chị em cần lưu ý giúp Thúy là chúng ta phải sử dụng những cái sản phẩm viên uống, nó sẽ làm cho cái cơ thể của chúng ta được cân bằng một cách nhanh chóng hơn, nó sẽ tăng cường được cái nội tiết tố nữ estrogen trong cơ thể. Quan trọng là các chị em có phải bổ sung thêm vitamin E, collagen, nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta sẽ được đẹp hơn, có thể xóa vấn đề nám, sạm, tàn nhang và giúp cho cái da của chúng ta sẽ được căng hơn, nó sẽ không còn những cái vết nhăn, vết chân chim, được chưa? Vâng, nếu như mà các bạn thấy rằng cái video này hay thì hãy bấm theo dõi kênh của dược sĩ Nguyễn Thúy để nhận được những cái video sớm nhất từ tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé.